It looked like a fairy tale come true when Tarzan joined LNG in spring. Reality, it's hard though. Oh boy, Tarzan! That's gonna win the fight for damn sure with a clean ace on top of it! In the spring playoffs, Suning decimated LNG. SOFM was out for blood as he invaded Tarzan's jungle without mercy. LNG could not stop Suning's rampage. The Lions didn't even drop a game, and the Chi Lin was left reeling as Suning surpassed them. Trouble taken away, he goes down in his first blood for SOFM. Gets the resets, and the autos are coming on through, the rockets exploding. A fly beneath their claw. LNG have grown since spring into a force to be reckoned with. Tarzan has flourished in the LPL, a guardian for his laners. Now LNG remind the world as the pair they once held. Available for Ally if they want to go for this fight. In he goes, move forward onto three, the rocket is there! A myth no longer. Go down, oh, another Tarzan. Huge ult from Tarzan. What a bit damage just out of his will. RNG maybe find an opportunity though, Tarzan in the backline right now. A legend retold. A prideful story. A battle for jungle supremacy begins, but only one can claim the territory for their own. Xin chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với EVM mùa hè 2021 để chúng ta cùng nhau đến với cặp trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay, cuộc đụng độ để cho các thành viên của Rockwire họ có thêm cơ hội để tìm thêm một trận thắng nữa ở trong khoảng thời gian còn lại của mùa giải. Rockwire đối đầu với họ một đối thủ hiện tại có thể được xem gọi là dưới cơ, đó không phải khác chỉ là thành là thọt. Nói thì nghe hơi viển vông một tí, nhưng đây là những cái hy vọng nhỏ nhoi dành cho Rockwire có mặt ở giai đoạn vòng playoff, hoặc ít nhất là họ bước trên so với là những đội nhóm dưới như là Invictus, như là Ultra hoặc là Thunderstorm, khoảng cách khá là xa. Sau 11 trận họ cho mình 4 trận thắng, và cái quan trọng là họ đang có 2 trận thắng liên tiếp trước Suning và thêm cả đó là Rhythm, một phong độ hiện tại đang rất là bất ngờ đến từ phía Rockwire. Trong khi đó Thunderstorm họ đang trải qua liên tiếp đó là chuỗi 5 trận thua sau trận thắng của họ trước Vify, thì cái chuỗi này liệu không biết có dừng lại được ngày hôm nay không, khi có thể nói rằng đối thủ này cũng có thể gọi là đối thủ mà nhẹ ký nhất trong cái dàn đối thủ mà họ sẽ gặp sắp tới. Và cái quan trọng hơn đó là Rockwire ở trong giai đoạn này vẫn đang có được một cái phong độ rất là tốt, cũng như là một cái tâm lý vô cùng ổn khi bạn đã đánh bại được những đối thủ được đánh giá cao hơn bạn rất là nhiều, đó là Suning và đó là một Rhythm. Còn trong khi đó thì ngày thi đấu hôm qua, LNG với chiến thắng 2-1 trước OMG, họ đang tiếp tục giữ vững được cái vị trí thứ 3 của mình. Còn Suning đã có thể leo lên lại top 10 ở vị trí thứ 8 sau khi đánh bại được Jingdong Gaming với số 2-0 một cách tuyệt đối. Còn OMG thì không cần nói tới, khi mà họ đã khẳng định được cái vị thế của họ trong giai đoạn hiện tại và đang càng ngày gọi là có thể bám đuôi được các đội hiện tại ở trong top 10 với một trận thắng 2-0 trước Edward Gaming. Đội hiện tại đang đứng nhất trên bảng xếp hạng, một trong những điều mà nó là cực kỳ bất ngờ. Còn đây chính là bảng xếp hạng. Chúng ta nhìn nè, Rockwire hiện tại họ đang 4 tháng 4 thua 7, tức là cái hy vọng của họ vẫn còn một tí xíu gì đó le lói. Nếu như LGD và OMG, BLG và Suning sẽ có những trận thua liên tiếp chẳng hạn, đây sẽ là cơ hội cho Rockwire khi ở giai đoạn này phong độ của họ đang lên. Cơ hội mặc dù đúng nó hơi mỏng manh, nhưng cái vấn đề ở chỗ là vẫn còn chứ không phải là không. Chính xác là như vậy, tại vì bây giờ họ thi đấu đó là 5 trận. Ví dụ như năm. Tại vì mở đầu thi đấu đó 16 trận thì bạn 47 thì bạn còn cơ hội đó là 5 trận. Nhưng mà thông thường để kết thúc ở vị trí playoff thì bạn phải là 1 là 88, 2 là 97. 88 thì chưa chắc là an toàn lắm, 97 thì có cơ hội tham gia cao hơn. Còn nếu như muốn tốt thì 16, nhưng bây giờ với hiệu số 47 này chỉ có thể cao nhất của họ là 97 mà thôi. 97 là một hiệu số tôi nghĩ là vừa đủ dành cho phía của Rockwire nếu như mà họ có chuỗi liên tiếp đó 5 trận thắng, như cách mà Rare tầm làm ở cuối mùa giải trước. Khi họ có chuỗi đó 9 trận thắng liên tiếp giúp cho họ phong độ rất là cao. Còn đây là một vài thông tin về tuần thi đấu vừa rồi, bạn thấy không? Người thi đấu tân binh xuất sắc nhất đó chính là CEO Howe trên đường đến từ phía của Rockwire. Một phong độ của anh ta giúp cho Rockwire có những cái thắng lợi quan trọng trước cả Suning lẫn Rare tầm. Còn những cái tên rất là đáng chú ý như là Sang khu vực đường giữa, như là LP, một người chơi mới khu vực đường dưới. Sang Z thì anh ta xuất phát vai trò hỗ trợ đội hình của Fnatic, cũng là những sự chuyển biến khá tích cực dành cho anh phía của Fnatic. Còn về cái thứ hạng hiện tại thì
Royal Navy FF đang có cho mình đó chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Nó giúp cho họ có được cái thành tích đang rất là tốt, tại vì khởi đầu của họ khởi đầu rất là tệ. Họ khởi đầu đó con số 1 năm bạn thấy, bây giờ buổi trận thắng tiếp cho họ đó là 5 năm. Và nếu như có được cái thắng lợi liên tiếp thì cái hiệu số 5 trận thua này không phải là con số quá tệ với họ. Bạn vẫn có thể kết thúc với kiểu như là 11 năm hoặc ít nhất là 16, thì đó vẫn là con số tốt dành cho bên phía của RNG có thể có mặt trong giai đoạn vòng playoff. Còn tuần thi đấu vừa rồi thì bạn phải thấy những cái tên Siohu, Wei, Duong Bi, L cộng với lại cả CNG. Nếu như chúng ta được so sánh Siohu với lại tất cả những người chơi đường trên ở giai đoạn hiện tại, tôi cảm giác như Siohu đang có một cái không chỉ là về mặt phong độ mà tất cả mọi thứ của Siohu nó đang có một sự vượt trội hơn hoàn toàn so với lại những người chơi đường trên khác. Chúng ta thấy là Brandre ngày hôm qua là thua hoàn toàn, rồi sau đó là những người chơi đường trên khác ở trong các đội top ở trong giai đoạn, tôi cảm giác luôn đi cũng có một phần ở đó hơi đuối một tí xíu so với lại Siohu. Ở phía cánh ngược lại, chắc có thể là nó còn nằm ở nhiều câu chuyện. Ví dụ như Philip Phoenix ở giai đoạn hiện tại họ đang có thể bị khai thác rất nhiều của mình, nên khi mà Nuri là một trong những người chơi đã khẳng định vị thế của mình rồi, cho nên cái việc mà nhắm lên đường trên của Philip Phoenix, đánh bại được đường trên của Philip Phoenix là một câu chuyện dễ hiểu thôi. Còn Siohu, anh ta vẫn đang rất là nhởn nhơ nha, tức là đặc biệt là trong cái trận đấu của Kami với RNG, đó là một trận đấu mà Siohu tôi cảm giác như cả hai ván thi đấu anh ta đều không bị chăm sóc tốt bởi các thành viên của Edward Gaming. Nó khiến cho Siohu rất thoải mái để có thể tạo một nguồn sát thương cực kỳ khổng lồ. Chúng ta thấy ngày hôm qua trong cái pha giao tranh cuối cùng, Siohu với con Dr. Mundo anh ta là người gây sát thương nhiều nhất, nhiều hơn so với là Varus. Varus được 3 ca máy, nhưng mà cái đam đến từ một con Dr. Mundo lại còn vượt trội hơn so với là Varus, là chúng ta cũng đã đủ hiểu là Siohu ở trong giai đoạn hiện tại cái mức độ ảnh hưởng của anh ta không chỉ về mặt giai đoạn đi đường mà trong những pha giao tranh anh ta luôn biết cách làm sao đây thay tỏa sáng. Mặc dù con tướng mà Siohu cầm ở trong cái ván thi đấu thứ hai ngày hôm qua nó không thuộc dạng là một con tướng được khẳng định là khả năng gây sát thương gọi là khổng lồ, chỉ đa số sẽ là làm bức tường và che chắn mà thôi. Nhưng nhìn những gì mà Siohu đang làm thì rất bất ngờ, thực sự là rất bất ngờ. Còn đây chính là ngày thi đấu này, Rockwell đối đầu với là Thanatos. Kèo này nếu mà nói thì chắc cảm giác là Rockwell sẽ có được một trận đấu nó khá là ổn. Còn trận 2 cơ hội dành cho IG rồi đó. Trận này mà họ thua nữa thì thôi tôi không còn từ gì để nói luôn. Thì nổ hũ 10 dành cho phía của Wi-Fi thôi anh Trung à, không có gì đâu. Thế tầm này thì IG cũng thuộc dạng là không phải đội mạnh nữa rồi. Và theo cái tên đó là Rookie, đó là một cái tên như Swin, The Shy. Thì đôi lúc có những thời điểm mà phong độ của một vài tuyển thủ nó đi xuống, nhưng mà có những sự ảnh hưởng nhất định đến từ việc có thể phong độ của Rookie không còn quá cao, nhưng xung quanh của anh ta cũng có những nhân tố mà bạn thấy rằng có được những cái thành tích không thực sự tốt thời gian đây, như là Swin, như là Win khu vườn dưới, thêm cả đó là Lucas nữa, thì cũng không thể nào trách được bên phía của Rookie. IG là một tập thể hiện tại cảm giác đang hơi khá đuối, cho nên bên phía của IG có một thứ hạng thấp là điều dễ hiểu mà thôi. Còn đội hình tuần vừa rồi thì bạn thấy rằng có những cái tên như là Shenji, thêm cái đó là Wei, thì cũng là những cái tên khá đáng chú ý, khi mà Wei cũng là Siohu là một bộ đội rất là mạnh, giúp cho RNG có được những thắng lợi, những thắng liên tiếp của họ và cải thiện hiệu số khá là tốt trong bảng xếp hạng. Còn trong khi đó thì Duong Bi ở khu vực đường giữa anh ta vẫn là một cái người chơi chủ chốt đến từ FIFA Plus. Bạn hãy thấy rằng ở bên FIFA Plus thay hết tất cả mọi vị trí rồi. Họ thay hỗ trợ, họ đem một hỗ trợ mới có thể học xạ thủ thay thế, Everest xuống đánh hỗ trợ, họ thay rừng, họ thay thun cả khu vực đường trên. Có những ván mà dự bị vào thay, nhưng không có ván nào mà dự bị khu vườn giữa được vào, và thậm chí cũng không cần dự bị khu vườn giữa nữa. Tại vì Duong Bi vẫn là một cái ngòi nổ thật sự rất tuyệt vời dành cho bên phía của FunPlus. Nói như cách là bên phía của IG đã cũng là một người chơi khu vườn giữa, nhưng anh ta có thể không bị thay, nhưng vấn đề là tầm đội của anh ta thì thật ra là hơi nặng nề một xíu. Còn bên phía của Duong Bi thì anh ta vẫn giữ được cái phong độ rất là cao. Còn đây là Duong Bi thời trẻ 2018 thì anh ta cũng là SLZ. Và đó là một cái thời điểm mà Rock Warrior phải nói rằng cày nát bảng xếp hạng nha. Tôi vẫn nhớ ngày trước khi mà Rock Warrior với Duong Bi thì những thời điểm mà phong độ anh ta cực kỳ cao. Nhưng mà nếu như bạn nhớ về màu áo của Duong Bi với Rock Warrior thì bạn phải nhớ một cái meme của anh ta khi mà đang ngồi anh ta nhảy và té lật ngược cái ghế ra, mà đáng chú ý. Và thật ra không chỉ là mỗi Rockwell đâu mà còn một đội nữa chúng ta thường hay nhớ cái khoảnh khắc, thì đó Duong Bi là một người của khoảnh khắc nha. Tôi còn nhớ mãi luôn cái trận đấu, cái thời điểm đó hình như là Sập vẫn còn đánh cho Snack thì phải, tức là không nhớ nha, là cái thời điểm đó là thời điểm mà Sập còn đánh cho Snack. Lúc đó là Duong Bi là đánh cho Jin Dong bây giờ là lên, chứ cái thời điểm đó là cái thời điểm cuối bảng, chưa không có được bất cứ một trận thắng nào.
Và cái trận thắng đầu tiên của họ ở trong cái mùa giải đó là trận thắng trước cái thời điểm đó đôi mi khóc như mưa vậy đó. Thì tại vì cái gương mặt của đôi mi là một gương mặt thuộc dạng gọi là ước tình và đặc biệt rất là dễ nhớ, cho nên tôi vẫn còn nhớ mãi khoảnh khắc đó, tại vì tôi cũng có trận đó luôn. Và nó cũng là một trong những cái chuỗi mà chúng ta để ý rất là nhiều đến đôi mi. Nhưng bây giờ đây là một đôi mi hoàn toàn khác, đây là một đôi mi không chỉ là một sự trưởng thành mà còn là một trong những thủ lĩnh tinh thần của toàn bộ đội hình của Phoenix Phoenix ở trong mùa giải này. Một mùa hiện tại nó cũng sẽ hứa hẹn rất là nhiều khó khăn, mặc dù đã có sự bổ sung ở khu vực đường trên, nhưng đơn bi lại đôi khi nha, có những ván thì đó đơn bi lại là người gọi là phải được giao trọng trách là gánh những người đồng đội của mình, và nó khiến cho cái áp lực đến từ anh chàng này nó vẫn còn ở đó, mặc dù bạn đã được san sẻ bởi một trong những ngôi sao xuất sắc nhất ở trong giai đoạn hiện tại, đó là người chơi đường trên Nuguri. Nhưng bây giờ chúng ta trở lại ván đấu này, Rock Warrior Thunder Talk, thì những highlight của Rock Warrior đang trở nên nhiều hơn với những trận thắng của họ trong thời gian gần đây. Họ đối đầu với là Rare Tầm có những pha tranh mà họ thiết lập thành công và chính xác, có lượng sát thương nghe ra bạn hãy nhìn. Việc mà Ford cộng với lại cả đó là GDG được chơi. Đây là hai vị tướng có cái lượng sát thương rất là khổng lồ, Akali thêm Karakamil, thì trong cái khoảng thời gian gần đây tôi có cảm giác rằng bắt đầu Ford có những cái chuyển biến nhất định, ít nhất là ở khu vực đường giữa anh ta xử lý đi đường tốt, anh ta không gặp những cái sai lầm ở khoảng đoạn giữa ván đấu, không khiến cho đội mình trở nên khó khăn ở đoạn giữa ván đấu nữa. Thì nó cũng giúp khu vực đường dưới đến từ Betty, anh ta có thể không cần quá nhiều sự hỗ trợ, nhưng Betty vẫn đi đường tương đối là an toàn. Và đến giai đoạn giữa ván đấu, khi mà các thành viên của bên phía Rock Warrior không mắc quá nhiều sai lầm, thì bên phía của Rock Warrior có được cái thế trận triển khai tốt hơn so với là cái đối thủ của họ. Để coi ngày thi đấu hôm nay các thành viên của Rock Warrior họ sẽ có được những cái sự bất ngờ gì hay không, khi mà ở giai đoạn hiện tại bạn đã có một phong độ rất tốt. Thật ra bây giờ bản thân của tôi cũng đang là một trong những người ủng hộ Rock Warrior, tại vì tôi thì thích ủng hộ những đội mà đang được xem là chiếu dưới và có thể gọi là làm được những điều mà không ai có thể tin được á. Thì Rock Warrior ở giai đoạn hiện tại họ đang ở trong cái ngưỡng đó. Những đối thủ của họ, tôi nhớ xem là những đối thủ trong giai đoạn tiếp theo đến từ các thành viên của Rock Warrior tương đối khó, tức là đây là trận đấu dễ thở nhất của họ so với lại những trận đấu trong giai đoạn sắp tới. Nhưng cái vấn đề ở chỗ là khó không có nghĩa là không thể, tại vì bốn đội mà họ gặp sắp tới đều đang trong một phong độ không được ổn lắm. Top Esports chúng ta thấy là khoảng thời gian gần đây phong độ không hề ổn tí xíu nào cả. LNG thì bắt đầu có những cái dấu hiệu của việc gọi là xuống sức rồi. Double thì chắc không cần nói tới rồi, hiện tại là top 10, và Jingdong Gaming ngày hôm qua Jingdong Gaming mới thua xong. Thì không có cái lý do gì để cho bên phía của Rock Warrior không có một niềm tin là với một tâm lý ổn và với một tâm lý đang tốt thì bạn không thể nào nói chữ không với những trận thắng trước những đối thủ có thể được đánh giá là cao hơn bạn. Nhưng mà cái sự bất ổn của họ hiện tại đó bạn, nó vẫn đang thể hiện rất là rõ. Và những trận thua là một trong những cái minh chứng rất là rõ để cho Top Esports, LG, Double cũng như là Jingdong Gaming một phần đó họ sẽ cảm thấy Rock Warrior sẽ là một trong những đối thủ mà họ cần phải dè chừng ở giai đoạn cuối của mùa giải. Đặc biệt xin lỗi các bạn là giai đoạn cuối của vòng bảng. Nó cũng hợp lý mà thôi, ví dụ như những đối thủ của phía Rock Warrior như Top Esports, như Liening, WW hay Jingdong, tôi nghe bốn đội này đối đầu với Rock Warrior cần phải dè chừng khá là nhiều và có những sự cẩn trọng nhất định, không thi đấu một cách hời hợt hoặc là bạn thi đấu cách chủ quan như cách mà Rare Tầm họ thi đấu. Tại vì đối đầu với những đội yếu hơn thì Rare Tầm họ vẫn chơi cái trò là thi đấu chậm, cầm chừng, cho đối phương cầm những vị tướng nào đối phương muốn, mình cứ cầm những vị tướng thuận tay của mình. Nhưng đến một ngày phong độ cao từ Rock Warrior thì cái thực lực của họ bỗng nhiên được gia tăng lên cách đột biến và giúp cho họ có được cái lợi thế về mặt chất tướng ở giai đoạn về sau của ván đấu. Thì cắm vai trò cũng rất là quan trọng nha, có nghĩa là không phải đối phương yếu là bạn muốn cho đối phương cầm con tướng gì cũng được. Thì đó là cái mà bốn đội vừa kể trên sẽ phải cân nhắc khi đầu với Rock Warrior. Tại vì tôi nghĩ là nói thì hơi bay bổng một xíu, nhưng phải thực tế nhìn lại Rock Warrior, những nhân sự của họ cũng có ở mức độ chừng mực về mặt năng lực mà thôi. Thì đối đầu với bốn đội kia thì theo thiên hướng là hơi bay bổng, thì bạn có thể nghĩ rằng những đối thủ này sẽ phải dè chừng. Nhưng mà nếu như một ngày nào đó đánh đúng phong độ từ Top Esports đến từ phía của Jingdong thì tôi không nghĩ Rock Warrior là một đối thủ gọi là xứng tầm đến bên phía Top Esports chẳng hạn. Nhưng ngày hôm nay rõ ràng đối thủ này nó gọi là vừa tầm nhìn cho bên phía của Rock Warrior và cũng vừa tầm nhìn cho Thunder Talk. Mặc dù phong độ của Thunder Talk đang không phải là quá cao và phong độ của Rock Warrior đang rất là tốt, nhưng bạn vẫn có thấy được một phong độ Thunder Talk khi mà những cái ván đấu mà họ thể hiện cũng khá là ấn tượng trong giai đoạn đi đường. Nhưng đến giai đoạn sau của ván đấu thì nó vẫn là những vật quyết định đến cái đầu nhóm dưới.
Cấm và chọn cũng đã bắt đầu và các thành viên của Rockwire họ đã có những lượt cấm đầu tiên của họ khi mà Nocturne, khi mà cả một Crash cũng như là Riot Tông hiện tại đều nằm trong lượt cấm. Còn trong cái đó bên phía của Terrasoft họ cấm Lee Kermit, Akali cũng như là Viego, những con tướng carry hạng nặng ở khu vực đường giữa cũng như là khu vực đường trên hoặc là bên trong rừng. Đối với đó có sự lựa chọn khá là hợp lý, họ không chọn sớm con sinh ra mà họ quyết định là họ sẽ đầu tư cho một con Lee Sin để cho Lee Sin này có thể, tức là cái chiến thuật nó cũng sẽ giống như ở trong những ván thi đấu trước, đó là sẽ tập trung vào câu chuyện nửa cánh dưới và để cho GDG sẽ tự xử ở khu vực trên, và có thể là GDG sẽ chơi luôn con Lee Sin này. Bây giờ anh ta đã từng chơi con Lee Sin này ở trong một ván thi đấu đó, mặc dù đúng nó không ổn lắm nhưng cái vấn đề nằm chỗ là có thể tự thủ được. Còn trong đó bên phía của Thanos ở trong giai đoạn hiện tại họ đang có hai con tướng dạng là có thể xem là một power pick, bởi vì sinh ra khoảng thời gian đây nằm trong cấm ở chỗ rất là nhiều, với cái chiêu cứu bán quyền thương của mình nó sẽ là một trong những thứ khiến cho CL Bang rất tự tin ở những tình huống giao tranh, kết hợp thêm là cái xương lâm bất bại của một quen nữa. Đây là hai con tướng gây rất nhiều sát thương và đặc biệt tạo mức độ khó chịu cho bất cứ một vị tướng tầm xa nào. Trong khi đó thì Rockwire họ chọn như vậy là chọn set này của set hỗ trợ dành cho Chiêu Chiêu nha, để xem cái sự lựa chọn của đường dưới như thế nào từ Rockwire, tôi biết được là đội hình của Rockwire sẽ khóa như thế nào. Tại vì nếu như họ vẫn có thể đổi con set hỗ trợ, nếu như kèo mà gọi là kèo hợp lý của đường dưới thì chuyển con tướng của vườn trên khác vẫn là con tướng có thể sử dụng, như dụ con dây chẳng hạn. Con dây đối đầu với là con quen khu vườn trên vẫn là sự lựa chọn an toàn, nhưng Thanatos thì bắt đầu họ loại bỏ đi vị tướng khu vườn dưới rất là khỏe dàng, đây chính là con Zeke. Đây là vị tướng giúp cho Rockwire có được cái thắng lợi trong cái ván đấu quan trọng, ván đấu thứ ba giữa Rockwire và Sunin. Còn khi thấy đối phương chọn lấp lăng khu vườn giữa thì Yeah chọn cho mình đó con Lissandra. Thật ra cái kèo này tôi cũng đã chia sẻ một vài lần đó, con Lissandra này cũng không hẳn gọi là khắc chế của con lấp lăng, tại vì nếu như lấp lăng xử lý kèo kỹ năng này chính xác thì con lớp lăng vẫn còn ở đó ở cái thế là 55-45 so với lớp Lissandra. Và cái quan trọng hơn thật ra mà nó tôi cảm giác là bên phía của Thanatos họ đã quá nhiều sát thương phép, tức là họ đã có được một con quen với một cái lượng sát thương phép khủng khiếp rồi, thì đôi khi bạn chỉ cầm con Lissandra để giữ được cái đầu của con lớp lăng thôi là tôi cảm giác là nó đủ. Tức là đội hình này của Thanatos họ không yêu cầu là khu vực đường giữa sẽ là một điều gì nó quá biến động, cái cần đó là bạn sẽ có được cái hầm mộ hàng băng để ngăn cản một tình huống cấu rỉa đến từ một con lớp lăng. Nó sẽ giống cái kịch bản của thì đó qua con Majaha cũng vậy đó, tức là khi một lớp lăng lao vào không cẩn thận, cái nguồn sát thương được tạo ra đến từ thơ là có là một lượng sát thương đột biến dựa trên cái lượng CC được chồng chất khá là ổn đó từ con Lee Sin ra. Tuy khi đó một sinh dao và một quen, tôi cảm giác như là lượng sát thương hỗn hợp đến từ hai con tướng là rất dễ để có thể khiến cho một con lớp lăng bốc hơi ngập tức mà không kịp làm gì cả. Thì nhiệm vụ đó thơ thoát cũng cảm giác chỉ như đó, và con Lee Sin ra nó cũng chỉ cần như đó mà thôi. Khi đã có sát thương phép hỗ trợ cho bạn thì bây giờ bạn sẽ ưu tiên cái lượng CC của mình lên và nó sẽ hỗ trợ giúp cho bên phía của Thanatos có được nhiều thứ khống chế đối thủ hơn, và khi đó bạn có thể tạo mức độ có nhất định để gọi là khiến cho bên phía Royal rất khó để thể lao vào. Và Thanatos họ đã có được một Kalista ở khu vực đường dưới, đối thủ ngay lập tức chọn một cái kèo mà chúng ta thừa thấy trong khoảng thời gian trước, cái thời điểm mà con Kalista thực hiện là một hot pick luôn á, thì con Ash là sự lựa chọn kèo sâu. Nó khiến cho anh phía của Rockstar ở trong ván thi đấu này sẽ có được một sự thoải mái khu vực đường dưới với một Ash với một Leona. Hai kỹ năng CC từ xa sẽ có cho mình lên cấp độ 6, thái dương hạ sang kết hợp thêm đó một cái đại băng tiện nữa. Đây sẽ là hai thứ vũ khí hạng nặng trên phía của Rockstar, họ sẽ rất là thoải mái. Và tôi cảm giác như cái trận chiến ở trong rừng nó sẽ rất là hấp dẫn nha, khi mà bộ ba nửa cánh trên đến từ cả hai đội đều đang sở hữu một đội hình không chỉ giàu về mặt CC mà họ còn đang giàu về mặt sát thương nữa, rất đáng hứa hẹn để có thể xem CDC, CL Hound, Fox sẽ đối đầu như thế nào với lăng với CL Bang cũng như là GE phía bên kia. Tôi đang thấy rằng khi ở phía bên kia có hai cái vòng tròn, bạn thấy rằng cái vòng tròn được tạo ra từ xin nó bại thêm cả đó là cái bán nguyệt thương, thì rất là khó lòng dành cho bên phía của Ash thêm cả Leona khả năng hiệu khống chế vào đồng thời điểm, nghĩa là bạn phải canh một đối phương không cho mình hiệu khống chế, nghĩa là không có cái vòng tròn có khả năng kháng sát thương từ phía ngoài thì bạn dùng chiêu cuối vào, tại vì lớp lăng tấn công từ phía ngoài trừ khi anh ta dùng cho mình biến ảnh và cái mô phỏng biến ảnh lao vào gây sát thương ở giữa vòng tròn đó thì đối phương gặp nguy hiểm mà thôi. Còn nếu như đứng phía ngoài dùng cho mình ớ ý kết hợp với đại sát xích siêu phàm thì cái lượng sát thương rất là khó để có thể kích hoạt thành công được. Còn Ash thì phải đợi đối phương mất đi những cái kháng hiệu ứng, kháng chiêu thức, kháng sát thương đó thì mới có thể tấn công vào đến từ bên phía của Rock Warrior. Thì nếu như bắt lẻ thì cũng có những cái điểm lợi dành cho Rock Warrior, tại vì đội hình này khả năng bắt lẻ rất là tốt nha. Cái hoạt cảnh mà thấy rằng cứ bắn trúng đại băng tiễn dồn sát thương đến từ cái thái dương hạ sang vào tấn công dứt điểm một người, bạn lấy lợi thế về người trước một pha giao tranh rồi bạn câu cho mình những cái chiêu thức quan trọng như là xương lam bất bại hoặc là bán nguyên thương đến từ phía xin giao cả quen.
thì cái khả năng băng vào là khả năng rất tuyệt vời đến từ phía Rock Warrior, thậm chí là khả năng kéo móng trước từ phía ngoài nữa, tán xạ tiện kết hợp với khả năng kéo móng trước từ lập lần. Đây sẽ là cái điểm lợi nhất định dành cho phía Rock Warrior. Ở ván thi đấu đầu tiên này, chúng thấy là cả hai đội đều đang muốn có được một cái thế giao tranh thuận lợi, khi mà bên phía của Rock Warrior họ chọn lớp lăng, rồi sau đó họ cảm như bây giờ cái đội hình này có con lớp lăng, cảm giác như nó nhiều sát thương dồn cùng với lại một con Lee Sin lắm rồi. Họ sẽ muốn gia tăng thêm cái sự đột biến dành cho một con lớp lăng bằng cách là họ bích một con Seth. Khi mà Seth lao vào trong một pha giao tranh, cái sự chú ý của bạn nó sẽ bị chia ra. Bạn vừa phải nhìn một con Lee Sin, bạn vừa phải nhìn một con lớp lăng và phải nhìn một con Seth. Nó sẽ khiến cho đội hình này đến từ các thành viên của Thanatos sẽ hơi khó trong cái câu chuyện đó là bảo kê làm sao được cho một con Kalista. Nếu như bảo kê cho một Kalista, tôi nghĩ là con Lissandra có thể làm được. Nhưng cái vấn đề nằm chỗ đôi khi á, Lissandra trong đội hình này có thể là một công cụ mở giao tranh luôn. Và khi mà Lissandra lao lên, cảm giác con Kalista nó hơi đơn độc, tại vì định mệnh vậy gọi là một trong những thứ vũ khí có thể giúp cho bạn tấn công ổn hơn tí xíu so với lại cái việc đó là phòng thủ một tí. Nhưng mà thực sự mà nói tôi vẫn đánh giá cao cái định mệnh vậy gọi nó là xâm đi. Bạn có thể dùng một tình huống nào đó để có thể tự hỗ trợ bản thân của mình tránh không một tình huống ba thành viên kia lao vào. Nhưng nếu như bạn bị ép mất nó cũng sẽ là một trong những thứ rất quan trọng mà có thể bị đề đến. Hồi nãy có một tình huống ba thành viên của Thần Tốc di chuyển rất thông minh, họ lấy được cái tóc biến và đặc biệt họ có được chiến công đầu nữa. Lily mất cả tóc biến, mất cả mài hạ cục đầu tiên của ván thi đấu luôn. Và siêu phân con xin giao khỏi đầu rừng của anh ta thì có một lượng kinh nghiệm đáng kể, có thêm cả đó một lượng tiền cộng thêm, đây sẽ một lợi thế rất là lớn trong khu vực rừng. Xin giao thường là con khoai gian đầu, bạn rất là khó để thể triển khai, tại vì bạn muốn tấn công thì cái vòng đường của bạn sẽ khá là chậm. Trong khi đó bạn tập trung vào việc farm thì ở giai đoạn về sau thì bạn ảnh hưởng là không quá nhiều. Thêm cái là việc sát thương của bạn cũng sẽ khá là hạn chế khi lên trang bị và cũng chịu. Đến từ việc con xin giao thì nói chung là nó cũng nửa nửa, bạn lên cho bằng nửa chấm chịu nửa sát thương. Còn đây kèo khu vực đường giữa thì Fox đang liên tục kéo máu vào người Quý Gia. Anh ta phát cho mình đó bình thuốc biến dị, thì cả hai người trên khu vực đường giữa cho mình đó bình thuốc thì phải, để có được cái khả năng ngồi phục và trả được công lượng sát thương của người của đối phương. Còn nếu như cái lần siêu phân về nhà thì lượng tiền cũng sẽ nhỉnh hơn khá là nhiều so với là siêu hao. Ôi kèo mà siêu phân và siêu hao, chúc mừng anh Trung. Không, nói chung là quen rồi. Từ lúc mà cá đây bây giờ mấy cái vụ này thì quen rồi. Còn cái kèo ở khu vực đường dưới, hồi nãy chúng ta có nói về câu chuyện là khi mà con Ash fix sao là một con Ash rất tự tin và nó có thể dùng để đi đường với lại một Kalista khá là khỏe, và bây giờ Metagame đang tận dụng rất là tốt, nhưng kết hợp thêm đến một con Leona nữa, khả năng chồm sát thương và khả năng làm chậm, khiến cho một con Kalista rất khó để có thể tạo được cái sự đột biến dựa trên cái quân nhân của mình. Cái phong thái quân nhân của mình nó không thể nào thực hiện được tốt một cách 100%, cái chất lượng của nó sẽ không đạt được cái sự hiệu quả nhất định. Thì đây sẽ là cơ hội rất lớn để cho bên phía của Rock Warrior có thể tận dụng tốt cái khu vực cánh dưới đang tự xử rất ổn. Họ có thể nhập tâm và cũng như là tạo áp lực ở khu vực đường giữa cũng như là khu vực đường trên, đặc biệt ở giai đoạn hiện tại khi mà GDG đang gặp khá là nhiều khó khăn, thì có lẽ như một cú băng trụ nó có thể có. Ôi mất cái đúp rồi, nhưng mà GDG còn đó một cái thông thú trưởng cho nên ta không có lo ngại lắm. Và đợt lính này đây là một quay lính, tôi cảm giác như nó chưa đủ lực để có thể khiến cho con sinh giao tiếp tục níu chân ở lại đây. Tôi nghĩ là áp lực dành cho bên phía của Lan Sinh mà thôi, tại vì hỗ trợ Lan Sinh đẩy đợt lính này không gặp đối phương trả sát thương ngược lại, sau đó anh ta lưu về nhà trước mua thêm trang bị trở ngược lại khu vườn trên, vẫn tiếp tục giữ được lợi thế khu vườn trên. Và siêu phân sẽ không cần di chuyển ở khu vườn trên lần nào nữa, tại vì đến thời điểm cấp độ 6 khi có cho mình xe chỉ luồng kim khi sáng sáng và sạc sạc kết hợp với sư nam bất bại thì khả năng 1v1 rất là khỏe anh trong con quen rồi. Cái điều bây giờ là siêu phân bạn thấy của trang bị của anh ta với chiến công đầu, anh ta về nhà sau cái vòng đường đầu tiên ăn nâng cấp cho mình đó là cái roi thép gai, một cái lượng sát thương gia tăng giúp cho khả năng vào rừng của anh ta rất là khỏe. Những cái điểm đặc biệt của siêu bơn chính là người chơi rừng của anh ta rất thích hỗ trợ ra đường nha. Ôi bị thấy rồi, móc trúng sát thương dồn vào, tôi nghĩ chiêu pha này sẽ mất được cái tóc biến của mình mà thôi. Không chỉ đơn giản cứu hồi máu, và chiêu đã có một pha xử lý nó ổn. Anh ta biết được là nếu như mà mình đánh một cách chậm rãi và mình di chuyển mình ngó thật là kỹ á, bạn có thể né được cái đúp đến từ một con sinh giao. Nếu như con sinh giao tóc biến là tóc biến thế thôi, và nó sẽ giúp cho chiêu ở khu vực đường dưới sẽ không lo ngại lắm như cái tác động đến từ một sinh giao nữa. Khi mà cái tóc biến đến từ sinh giao không có thì sự đột biến từ sinh giao cũng đã bị giảm đi đáng kể. Và cái pha vừa rồi nó chỉ lấy được cái hồi máu của Betty, tôi cảm giác như nó cũng chưa gọi là lực lắm, bởi vì phía bên này Samdi là mang theo cái thanh tẩy, thường cái hồi máu nó sẽ có lợi thế ở những tình huống đánh nhau, nhưng bây giờ thì khi không có hồi máu thì
cái pha đánh nhau nó cũng chỉ thuộc dạng gọi là ngang thôi, đối phương thanh tẩy được cái, nhưng mà nên nhớ cái lượng CC đến từ con Leona là khá khá đấy, mất E nhưng mà vẫn còn nguy cái đó, có thể khiến cho một Samdi cũng hơi ngại, và đặc biệt là cái W đến từ một con Ashe cũng là một trong những thứ có thể khiến cho một Kalista tương đối khó có thể tận dụng tốt phong thái quân nhân, ít nhất là cái khả năng dùng sát thương một Kalista cũng sẽ bị giảm đi đáng kể luôn đấy. Nhưng mà phải thấy rằng lối chơi của Silver là một lối chơi thường xuyên hỗ trợ ra khu vực đường của mình. Nếu bạn xem những ván đấu trước thì anh ta có những vị tướng mà anh ta di chuyển ra hỗ trợ rất là nhiều, có nghĩa là anh ta liên tục di chuyển hỗ trợ các đường. Bạn thấy vừa rồi trước đó lên khu vườn trên đứng phá mắt của đối phương, sau đó anh ta bấm B về, sau đó anh ta xuống khu vườn dưới, chứ anh ta không khởi động vòng lần thứ hai là cực độ xấu càng sớm càng tốt. Một số người chơi, có nghĩa là cái lối chơi sẽ có thể chủ động tập trung tấn công vào đó là khu vực rừng để bạn cấp độ, như đây là tình huống chưa mất tốc biến. Dê đang canh tốc biến rồi. Không. Tôi có tưởng quyết định là canh tóc bí rồi, nhưng mà chắc là anh ta nhìn vào anh thấy sát thương chắc chưa đủ lắm đâu, cho nên quyết định của các thành viên bên phía của tập tóc đó là bỏ. Họ lấy được tóc biến của Chiêu Chiêu là họ cảm nhận như vậy là đủ rồi. Một hồi đánh mạnh xuống, một cái móc mỏ neo đến từ một con Nautilus có thể giải quyết được một màn ở khu vực đường dưới ngay lập tức. Nhưng trước hết họ đang muốn có một sự chủ động ở đây. Chiêu cuối đó từ Betty chưa có, nó khiến cho cái tình huống đánh này đến từ bên phía của Rockoja tương đối gặp hơi nhiều cái khó khăn và tắc thở với cái lượng CC chồng. Trong khi đó thì phía cánh này đã có sự chủ động, cũng như Kalista hiện tại sẵn sàng gây sát thương sớm và cũng như là kết hợp với mưa kiếm dứt điểm một thành viên bên kia đối thủ. Cho nên Rockoja không tự tin đến từ những tình huống 3 đánh 3 lắm. Họ quyết định là bỏ con rồng đầu tiên của ván thi đấu này để có thể tạo được một cái lợi thế lính ở khu vực đường dưới, hoặc ít nhất là bạn sẽ không bị thọc bất cứ một cái gì về mặt kinh nghiệm hơn so với lại đối thủ phía bên kia cả. Một pha dùng cho mình đó là hai lần sở xích trúng thành công dành cho anh phía của Phong. Một trúng Chiêu Chiêu đang tiến lại tấn công, người ta đang lùi ra tí xíu. Siêu Bang đang chạy tới, đó là pha thiên định kiếm trúng được vào người của trời. Nhưng mà Siêu Bang hiện tại pha này hơi bị yếu máu, anh ta quay trở lại tấn công, người ta cũng kịp gỡ được mẹ hạ cùng. Đây là một pha rừng đánh rừng, nhưng Siêu Hào sẽ là người có lợi thế phía cánh trên. Quay cao lên nào, Sam đi đang hơi máu đất tiêu đến tay. Ôi quay cuối cùng của Betty không đủ chuẩn xác, chính xác hơn nó có một sự chuẩn nhẹ nhưng đáng tiếc là nó không đủ sát thương. Betty sẽ nằm xuống, xong pha nổ nội tại đến từ về. Và cú double kill không thể nào tuyệt vời hơn dành cho người chơi khu vực đường giữa của Thanatos. 4-2 dành cho Thanatos. Mặc dù là Dê anh ta xuống sâu, anh ta có được cái đóng góp là nhiều hơn so với lại fork off lượng sát thương của anh ta là không đủ tình huống vừa rồi. Còn Lansing, ta được chiếu lên dịch chuyển của anh ta có, nhưng anh ta không dùng tình huống vừa rồi. Tôi nghĩ cũng hợp lý mà thôi, tại vì xuống có vẻ là quá trễ, hoặc là anh ta không có góc đẹp để xuống. Nếu như anh ta xuống thì bị giữ là đầu tiên từ GDG. Nghe là tình huống mà không có tốc biến từ Chiêu Chiêu, nghe tức Siêu Vân di chuyển xuống khu vực đường dưới với lượng sát thương của lượng trang bị vừa rồi, roi thép gai kết hợp thêm với cả đó lượng sát thương cấp độ 5 của con Xin Dao, chấp nhận dùng cho mình đó tốc biến kích hoạt thành công cái hất tung gây sát thương người của đối phương. Nhưng đây là một lượng sát thương mà Samdi anh ta còn lượng máu rất là nhỏ mà thôi, nhưng việc mà hồi phục đến từ của anh Quy giúp cho anh ta có khả năng sống sót. Pha này là pha Quy không trúng đáng tiếc ấn tượng phía của Samdi, tại vì nếu như Quy trúng thì khả năng anh ta có được mã gục tình huống vừa rồi. Nhưng khởi đầu là con rồng, tiếp đó là pha tranh thắng lợi của vườn dưới và bây giờ là con sứ giả. Đây là khởi đầu vô cùng thuận lợi dành cho anh Phí Thơ Thóc. Không có được một tình huống tranh chấp được sứ giả khai nước thành công, nhưng các thành viên của Rock bây giờ tôi cảm giác như họ đang muốn đánh một pha móc trúng vào người của Fox. Fox sẽ phải lùi ra một tí xíu. Thiên định kiếm lại trúng được một thành viên, lao vào tấn công tức sát thương dồn vào, đã có bạn gục chia đều cho cả hai đội. Và GDG đang bị bắt lại sóc xuống trường, và cái cú thú quyền quá mạnh mẽ, anh ta có được thêm bạn gục thứ hai. Betty tầm này bắn đã rất được bắn, nhưng đáng tiếc là bắn không bao nhiêu sát thương cả, ta phải lùi ra. Đây là một pha trao đổi, tôi cảm giác như bên phía của Rock bây giờ họ vẫn lỗ, họ mất khá nhiều người, họ mất Chiêu Chiêu, họ mất Xeo Hao và mất cả GDG. Trong khi đó là Thanatos có cả sứ giả khai nứt cũng như là chỉ hy sinh, tôi nhớ không lầm là hai thành viên mà thôi. Họ vẫn có được một lợi thế vô cùng mạnh ở khu vực, thật ra tất cả các khu vực luôn rồi. Ở khu vực đường trên tầm này Lăng Xin cũng đã có mạng thì chắc chắn rồi, cái lợi thế mà ta đang có là nó cũng vô cùng mạnh mẽ. Phao ra mà lợi thế từ cái đại bản chuyển tầm xa tấn công vào, nhưng việc mà 5 người đứng cùng lại với nhau, bạn thấy rằng hai cái vòng tròn tạo ra bán nguyệt thương cộng với lại cả đó là sẽ làm bất bại. Nó khiến cho Betty tấn công phía ngoài không bao nhiêu sát thương cả. Và hai người bị nhắm tới đó chính là Samdi cộng với lại cả Pudding. Nhưng hai người này nằm xuống thì để lại những điểm hơi gục dành cho ba người tuyến trên. Bạn thấy rằng Silver bây giờ rất khỏe rồi, thêm cả nó là về. Anh ta có một lượng trang bị giúp lượng tiền của anh ta nhỉnh hơn hoàn toàn so với lại Fox. Và nếu như mà trong cái điều kiện tiêu chuẩn á, theo kiểu dạng như bạn học hóa học, thì nếu như mà bạn muốn so sánh và cân bằng á, thì điều kiện cả hai bên con tướng Lớp Lăng và con tướng Lissandra phải gọi là như nhau mà sát thương, thì tôi vẫn tin là Lissandra còn con Lớp Lăng khỏe hơn. Nhưng trong tình trạng hiện tại bạn hãy thấy rằng 3.800 tiền đến từ Dê thêm cả đó là Ford chỉ là 3.000 tiền mà thôi, thì
tại thời điểm này thì con Lissandra bắt đầu khiến cho con Leblanc thật sự khó chịu rồi. Tôi không nghĩ rằng như mà một vị tướng nào Rockwell băng vào mà Lissandra không sẵn sàng dùng chiêu cuối. Tại vì với lượng sát thương này á, bên phía bên kia một người băng vào, bạn cứ dùng chiêu cuối, bạn cứ dùng hết sát thương vào. Đến từ những vị tướng như là Quen, như là Xin Zhao, như là Kalista thì bạn chỉ điểm vẫy lợi thế thôi. Và nếu như bạn mà không, thực ra cơ bản mà nói, nếu như bạn dồn sát thương trong một khoảng khoảnh khắc cá hoặc nó không đủ, bạn có thể chuyển sang một cái hướng là đường dài bằng cách đó là trồng hiệu ứng CC đang có trên người của một Lissandra. Dù gì mà nói thì của Lissandra vẫn là một trong những con tướng sở hữu một lượng khống chế khá ổn. Tôi chưa biết là cái món trang bị tiếp theo đến từ Ye sẽ là cái gì đây. Cả nếu như mà lên thêm cái trưởng băng vĩnh cũ nữa thì khả năng giữ chân đến từ Ye là rất là nhiều nữa. Nó sẽ khiến cho đây sẽ là một trong những cái họng súng cực kỳ quan trọng của Theratoc ở cái khâu khống chế đối thủ. Đặc biệt đội hình này có Roja, đây là một đội hình lao vào nữa mà bạn còn có được hàng băng, bạn có được cái W. Đó là hai thứ vũ khí mà khiến cho bên phía của Rockwell một phần nào đó cũng sẽ ngại ở những pha tấn công của mình. Đặc biệt là bộ ba lao lên đến từ Rockwell sẽ rất sợ hãi trước cái đòn tấn công gọi là hồi mã thương được tạo lại bởi Ye. Và đặc biệt là với cái nguồn sát thương đang vốn có nhờ vào cái lượng trang bị vượt trội đến từ người chơi đường giữa bên phía của Theratoc. 97 chỉ số lính, chỉ có cho mình nó gậy bùng nổ. Bên phía bên kia thì có cho mình đó là hai mảnh hướng lên cho mình băng trường vĩnh cửu. Thì bây giờ lượng chống chịu về có luôn cái vị thủy ngân và hầm mộ hàng băng vòng tròn lạnh giá, rất là nhiều thứ dành cho Ye giữ chân đối phương di chuyển vào. Và đây là đội hình mà Rockwell phải băng vào, Leona băng vào, Lee Sin cộng với lại cả Seth cũng phải băng vào. Và nếu như Lissandra là mục tiêu bị nhắm tới, thật ra rất là tuyệt vời, anh ta sẵn sàng dùng mọi bản thân của mình. Thêm cái là hiệu ứng khống chế mang lại của anh ta rất là nhiều. Nếu như nâng cấp cho mình đó trang bị thần thoại thành công thì ở sát thương dàn sau sẽ khá thoải mái nha. Và con rồng thứ hai của ván đấu thì nó không trong tầm kiểm soát đến từ phía của Rock Warrior được. Hơi khó cho họ một xíu, tại vì tại thời điểm hiện tại mình thấy rằng cái lượng sát thương chiêu thức đến từ phía của Theratoc sẽ cao hơn hoàn toàn so với lệnh phía của Rock Warrior. Nó còn cộng thêm câu chuyện là ở khu vực đường chơi, tôi cảm giác như Lăng vẫn đang nắm giữ một trong những con tướng đẩy đường ổn. Nó có những áp lực lính nhẹ, nó khiến cho Lăng hồi nãy chủ động di chuyển xuống khu vực cánh dưới một cách khá thoải mái mà không lo ngại lắm về vấn đề là mình sẽ bị gọi là đối phương có những áp lực lính quá lớn. Như thấy cái thời điểm hồi nãy Ziri dẫn lính vô cũng khoảng có 4 con lính thôi, nó không đủ lắm để có thể khiến cho Lăng Xin ngại ngùng. Và Lăng Xin hiện tại vẫn đang là 1-0-3, anh ta vẫn đang có được những bị lượng chỉ số farm tốt và ổn. GG thì đã ưu tiên cho cái việc đó là lên trang bị thần thoại, nó sẽ hỗ trợ dành cho GDG ở trong những công cuộc đẩy lính. Bởi vì nếu như mà anh ta không lên trang bị thần thoại trong giai đoạn này mà ta lên trang bị theo dạng đối phó, ví dụ là một cái giày để kháng hiệu ứng, cái giày kháng phép chẳng hạn, thì cái đó tương đối khó để cho GG có được những tình huống đẩy ngược lại. Nhưng với việc anh ta đã đóng sớm những lượng trang bị có thể giúp cho anh chàng này hỗ trợ trong việc đẩy lính nhanh, thì như thế nó sẽ cải thiện một phần ở đó và nó cũng khiến cho cái kèo này hãy nhìn GDG vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình, đó chính là khó được cái lượng của tính farm nó ổn hơn, có lẽ Lăng Xin phía bên kia. Khoảng cách chênh lệch về tiền không phải là quá lớn giữa hai đội, mặc dù sứ giả được thả ở khu vườn dưới một lượng tiền gia tăng với 3 lớp giáp trụ cộng thêm dành cho phía Theratoc, thì bạn thấy hiện tại khoảng cách về tiền cho nó tầm 300 tiền, nó đồng nghĩa việc là Rockwell đang farm rất là tốt, tại vì với 3 điểm hạ gục chênh lệch, bạn có hơn đối phương 900 tiền. Trong khi đó thêm lớp giáp trụ vườn dưới 3 lớp trụ đó chính là 480 tiền thì bạn hơn đâu đó phải là 1.000 mấy tiền. Nhưng bạn chỉ hơn đâu đó tầm hồi bây giờ lại ngang tiền để từ hình phiếu của Rock Warrior luôn, thì nó còn thấy được cái vấn đề rất là lớn là hình phiếu Rock Warrior farm cực kỳ tốt. Và bạn thấy rằng farm khu vườn giữa nhỉnh hơn so với đối phương sau một khoảng thời gian ta không để ý. Khu vườn trên thì vẫn đang làm tốt đến từ GDG, mặc dù anh ta bị nằm xuống 2 lần nhưng vẫn có 2 điểm hạ gục. Còn khu vực đường dưới thì có vẻ những cái tình huống di chuyển trước từ Samri thêm cả Betty nó cũng khiến cho xin lỗi bạn, di chuyển trước từ Samri và Woody nó cũng khiến cho Betty có được cái lợi thế lính khá là nhiều. Còn trong khi đó khu vực này vẫn đang có những pha trò lý thức, hai lần lập tức quăng sợi dây đều có sự chuẩn chỉ, nhưng hãy nhìn cái sát thương nó từ Dê, Dê không có ngại. Thực sự nó đã là cái khoảnh khắc mà Dê không có ngại, bởi vì đơn giản thôi, cô anh chàng này đã có được cái món trang bị thần thoại rồi, tức là cái lượng sát thương được tạo ra đến từ Dê là rất đáng nể. Chưa kể đến đấy không phải là một con Lissandra dư chấn để làm con Lissandra sốc điện, nó khiến cho khả năng dồn sát thương đến từ một Lissandra khoan đã định mệnh để gọi tung ra
bỏ qua cái câu chuyện khu vực giữa, hãy nhắc câu chuyện hiện tại về hai pháp sư. Khi mà dê ở trong giai đoạn, với việc là bạn lên cái sóc điện á, cộng kèm thêm cái ngưỡng trang bị bạn đang nhỉnh hơn đối phương, một cây đai nhỉnh hơn so với đối phương á, nó khiến cho cái pha trao đổi chiêu thức ở giai đoạn hiện tại dê đang không hề sợ mình thua thiệt sau đây có phía bên kia. Mặc dù cô này là lên cái sóc điện, một trong những thứ bản ngọc mà có lẽ như nó hơi nhạy cảm lắm, cũng hơi mỏng manh lắm. Betty mất tất biến sau khi đối phương nhắm vào mình thiên định kiếm, tất cả dồn lại thể hỗ trợ để cho sao thủ sẽ bắt được pha ôm rất chất lượng, rất là set e được một thành viên đang chờ đợi có đột phá gọi là cu thú quyền khiến cho Betty mất rất nhiều máu. Nhưng xưa bay đánh được vào tuyến sau chất điểm được chiều DDC đang luôn hai đội thể hỗ trợ. Sammy vừa nhảy vừa bắn, Betty tới xe chỉ luồng kim để che góc cho Betty có thể được gọi là lao lui lại. Và cô này đúng thực sự là trong tình huống của đội Ash phải lùi lại khi không có đủ góc để có thể tiếp tục bắn những cung băng của mình vào người của Sam đi. Đó là pha như Sam tôi cảm nhận như anh trước của Rock, cho họ vẫn có được những tình huống gượng lại khá ổn. Một pha mà họ chủ động đánh trước đến từ phía của Rock Warrior, và cái thắng lợi mang lại là rất là lớn dành cho phía Rock Warrior. Có được cái con sứ giả họ thả ra khu vườn giữa, tấn công vào trụ thứ nhất khu vườn giữa, một cái lượng kinh tế gia tăng, và bây giờ họ chính thức vượt lên những trước về tiền khi có trụ một toàn bản đồ dành cho phía của Rock Warrior. Khoảng trống tạo ra khu vườn trên còn có luôn cả trụ dành cho phía của GDC. Dùng sát thương rất tự tin, sát thương chưa đủ trong tình huống rồi. Thì đáng tiếc một xíu dành cho Fox, cái pha sát thương của anh ta thì nó chỉ thiếu một khoảng nhỏ, ví dụ như một mảnh trang bị cộng thêm dành cho Fox nữa mà thôi, một cái sách cuộc cũng giúp cho anh ta có được cái lượng sát thương giết được cầm được Sam đi, nhưng nó lại không đủ. Còn đây là góc, hãy nhìn Rock Warrior họ chuẩn bị đội hình của mình kỹ càng, sẵn với đó là 5 người, 4 người đứng ở gần đây, thêm cái là Fox người ta di chuyển xuống thì người ta khép góc thành công được Lansing. Cái quan trọng nếu như mà Thời Tóc muốn thắng á thì họ phải có người sát thương hỗ trợ chính là Lansing, nhưng vấn đề là Lansing lại bị giữ phía ngoài từ Fox. Hãy nhìn đang xin dù cho mình nó sẽ chỉ luồng kim, nhưng sát thương nhiều cả anh phía này sẽ trong một mình hút riêng không cho mình định mình đây gọi, nó khiến cho khả năng chống chịu của anh ta cũng bị hạn chế đi, và anh ta chỉ có thể chống chịu được một lượng sát thương nhỏ mà thôi. Sau đó ta dùng chiêu cuối và khi máu thấp bắt phải lui ra, thì đó là một pha mà lượng sát thương của mình mất đi khá nhiều từ con quen. Đây là đào lên đang rất là bổ báo, nhưng cái e vừa rồi không được tận dụng đến từ Lissandra. Chiêu đang quay trở lại tấn công, đó là một tình đại băng tiện nó hụt đến từ Betty. Tấm âm không đủ chuẩn lắm, rồng nó vẫn đang ở trước mặt các thành viên của Rock Warrior cũng như là Thanh Khóc, nhưng vấn đề ở chỗ Thanh Khóc đang có lợi máu hơn tí xíu khi mà siêu ở giai đoạn hiện tại không có nhiều cái lượng gọi là không đầy cái máu, đang chờ đợi để có một sự hồi phục nhất định. Rồng gió vẫn đang được ăn bởi các thành viên của Thanh Khóc. Một pha lao lên từ Fox, Fox đang thấy được bút điên, Yeah đang đứng ở một góc, và có lẽ như cô này này chính xác hơn so với bạn là Lissandra, cô này này muốn có một pha nghe được đỡ đất nhiều người chẳng hạn, đây là một điều có thể có được. GZ đang quay lại ngay lập tức, anh ta e, anh ta lấy được định mệnh và còn đối thủ một pha bơi vào khóa chuẩn chỉ đến từ Yeah, nhưng Yeah không kịp sử dụng cái gì nữa thêm nữa là anh ta phải chạy. Hết rồi, GZ đang ôm cảnh này, đang chờ trong pha phù thú quyền, anh ta đắm chết được xạ thủ đối phương, phù thú quyền không có hồi lại kịp, nhưng không sao cả, Betty sẽ được bắn, ý tôi là bắn một mình và không có ai hỗ trợ cho con Ash này để có thể bắn tiếp được. Bắt buộc Betty phải lùi lại khi mà Lansing cũng như là Sailbang có một nguồn sát thương hỗn hợp nó quá khủng khiếp, nó khiến nhìn phía của Rock bây giờ bất ngờ trước một con quen và một con sinh dao. Bạn thấy rằng cái góc giao tranh lần này á nó cũng là tương tự, nhưng cái quan trọng là Lansing anh ta đứng giữa đội hình của đồng đội của mình với sự hỗ trợ thì anh ta gây sát thương, nó khác hoàn toàn so với tình huống trước khi anh ta đứng vòng ở phía đằng sau và anh ta không được chơi khi mà Fox đẩy anh ta ra khỏi phao tranh. Và nếu như con quen đứng gần đồng đội của mình á thì khi mà những người đồng đội nằm xuống thì anh ta vẫn có khoảng thời gian để có thể thỏa sức gây sát thương. Và hãy nhìn bên phía này thì băng vào đến từ Gia, đồng ý là Gia nằm xuống cũng khá là nhanh đấy khi anh ta dùng cho mình đôi chiêu cuối giữ chân đối phương lại, anh ta có thể hy sinh. Nhưng bạn hãy nhìn con quen được chơi đặt cho mình đó có sinh là bất bại ra, cái lượng sát thương của con quen là rất lớn trong những tình huống như thế này, và đối phương băng vào nhưng thật ra không có bao nhiêu sát thương đến từ bên phía của hai thành viên đó là siêu phân. Bạn thấy rằng cái sát thương rất là khổng lồ từ siêu phân, thì cái gì bây giờ khu vườn trên Betty bị giữ lại. Ui, Betty né khá tốt định Betty nha, và bây giờ quay trở lại tấn công, bây giờ chưa biết ai mới là con mồi đây. Dê bắt buộc phải sử dụng chiêu cuối, nhưng ta sẽ bị một pha nổ lông cước, hay chăng không cần tới nổ lông cước, chỉ cần một pha sóng âm đơn giản mà thôi là cũng có được mạng gục rồi. Quăng sợi dây không đủ chuẩn lắm. Ê, một pha này chết nhảm nha, pha này chết hơi nhảm một tí xíu, nó khiến dê ở giai đoạn hiện tại không kịp di chuyển ra để có thể hỗ trợ những người đồng đội của mình ở cái đường trên. Chắc phải cử người khác rồi, đang cử sinh giao để có thể thủ khu vực đường trên này. May mắn thay là khoảng thời gian chết đó thì CJ nó không đủ lâu để có thể khiến cho các thành viên của Rock bây giờ hữu ích là Rush Baron. Họ vẫn có thể Rush được Baron ở trong tâm thế đối phương không có được quá nhiều lượng CC, khi mà cái người giữ CC nhiều nhất là CJ ở giai đoạn hiện tại đều không có trên bản đồ. Đó là một trong những điều may mắn nhờ Thor Thor. Nhưng mà họ nên cẩn trọng và chú ý, bởi vì đây là giai đoạn rất nhạy cảm. Họ đang nắm giữ 3 con rồng và cơ hội để có linh hồn rồng của họ mở toang ra rất là rõ ràng rồi, và đội hình này đến từ phía của Tim Cop rất cần những chiêu cuối.
Và nếu như mà dê chết những pha và trước cái thềm rồng nữa thì tôi nghĩ là rất khó để cho bên phía Tottenham có được những tình huống set up giao tranh thuận lợi và thiếu đi người chơi đường giữa của mình. Với dê thì anh ta chọn cho mình cái bảng đỏ điểm cuối cùng, đó là thời gian hồi chu cuối. Thì hiện tại cái điểm hạ gục của anh ta tôi nghĩ đã tham gia đủ với tất cả 5 người rồi, thì anh ta có cho mình đó là 31 cộng thêm điểm hồi kỹ năng với chu cuối của bản thân anh ta. Thì với những cái điểm hồi kỹ năng hiện tại và nếu như có luôn cả đó con rồng gió thứ tư, con rồng thứ tư của bán đấu như thế này, thì đây sẽ là cái điểm lợi rất là lớn cho bản thân của anh ta nha. Tại vì thời gian hồi chiêu cứu Lissandra có thể có được 20% thêm nữa, thì nó rơi vào tầm khoảng chắc chừng 35-40 giây thời gian hồi chiêu cuối mà thôi. Thì bạn thấy bước đầu phao tranh hai bên gặp nhau, cứ dùng chiêu cuối trước đến từ về, rồi một phao tranh diễn ra kéo dài, hai bên có thể cùa cưa lẫn nhau, thì cái chiêu cuối sẽ là hồi kịp đến từ về. Đây sẽ là cái điểm lợi rất là lớn nếu như Thần Thoát có cho mình đó là con rồng thứ tư của bán đấu này. Tại vì đội hình của họ khả năng mở cũng rất là khỏe nữa. Cứ thời gian hồi chiêu cuối nhanh đến từ thủy lô tầm nhiệt thêm cả đó, bạn có định mệnh để gọi nữa, thì nói chung là Thần Thoát sẽ rất là dễ chơi trong những tình huống như thế này. Mặc dù họ vẫn đang thua tiền nha, nhưng cái việc quan trọng chính là cái nguồn sát thương của họ thì không thiếu. Bạn thấy là một con quen có hai trang bị, đây vẫn là một con quen được chơi trong những phao tranh khi mà khó lòng các thành viên của phía Rock Warrior chạm vào được quen. Và nên nhớ trong giai đoạn hiện tại con quen vẫn đang là cái con tướng chưa nằm xuống lần nào ở trong ván thi đấu này. Tức có nghĩa là cái sức sát thương và tất cả mọi thứ từ nãy giờ đến từ quen nó sẽ đều là cái ngưỡng đỉnh nhất của con quen. Và đây là một trong những điều mà tôi nghĩ phía Rock Warrior họ cần phải để ý rất là nhiều. Nếu như họ làm được pha như hồi nãy mà Rock làm được, tức là cô lập Lăng ra so với lại những người đồng đội của Lăng, thì khi đó bên phía của Thunder Talk sẽ hơi khó chơi. Nhưng mà nếu như họ không làm được cái điều đó thì tôi cảm giác như cái góc bắn đến từ một con ác sẽ bị hạn chế đi rất là nhiều. Bởi vì những pha sẽ chỉ luồng kiếm, đôi khi bạn đứng bắn đằng sau bạn bị dính sẽ chỉ luồng kiếm lúc nào bạn không hay, thì khi đó bạn bị dính khoảng 3 lần là bạn cảm giác như là bé tí tụt máu không phanh rồi. Cho nên nếu như làm được một cái câu chuyện chống y chang như hồi nãy tôi mới nói xong, thì phía của Rock Warrior họ sẽ tự tin. Bởi vì cái nguồn sát thương lớn đến từ bên phía của Thunder Talk, một nguồn sát thương dồn cực kỳ khủng khiếp của họ bị hạn chế đi, thì họ cũng sẽ tương đối khó để có được những tình huống giao tranh thuận lợi. Còn nếu như họ không làm được câu chuyện đó thì đội hình này của Thunder Talk không quá khỏe. Cơ bản mà nói thì ngoại trừ Katitara đang nằm xuống hai lần, thì bộ ba ở khu vực nửa cánh trên đến từ Thunder Talk ở trong giai đoạn này ai cũng khỏe cả, ai cũng đứt đủ sức chống chịu, đủ sức bơi, không có ai có thể cản được bộ ba này, ngoại trừ trường hợp bạn cô lập ra thì còn được. Sát thương vật lý đang bị hơi hạn chế đến từ Thunder Talk khi bạn thấy trang bị của Kalista trong thời điểm hiện tại là trang bị hơi thấp. Nó có cho mình đó là cái mảnh hướng lên cooldown Gunso, khi đó phía bên kia thì Betty hoàn thành cho mình xong đao tím rồi, thêm cả đao mảnh cũng hướng cooldown Gunso tương tự. Thì đây sẽ là một lượng sát thương vật lý nhỉnh hơn đến từ phía Rock Warrior, nhưng Thunder Talk họ đánh trước. Hình như muốn câu á, tức là từ nãy giờ tôi cảm giác như phía Rock Warrior họ muốn câu cái định mệnh để gọi, hay là câu ít nhất là một hai chiêu chú gì đó của đối thủ thì cái đó họ mới dễ chơi. Chứ thực sự mà nó bây giờ để Betty bắn vào cái đội hình này nó quá khó. Cái xương lam bất bại với lại cái bán mười thương mình tập hợp lại với nhau á, Betty gần như là bị hẹp lại cái góc bắn của mình. Cho nên một pha móc trúng, Pudding đang lao vào tấn công ngay lập tức. Xeo Mao đang phải lùi ra khi mà ta không có quá nhiều cách để có thể chơi. CDC đang ôm 4 thành viên, anh ta đang ôm khá khỏe nhưng có quá nhiều người chú ý vào anh chàng này, anh ta vẫn còn sống. Phía cánh này thì Lăng Tiên ôm còn tốt hơn nữa, và ta thoát được Xeo bằng tóc tiến lên giữ chân và chiếc điểm được một người, anh ta chiếc điểm được người thứ hai. Và ván thi đấu này có lẽ như nó chuẩn bị có được cái kết quả rồi, khi mà rồng gió đã cho các thành viên của Thunder Talk và họ sẽ chuẩn bị hướng ra khu vực hang Baron, một nơi mà chắc chắn là Thunder Talk sẽ không bỏ qua. Nó quá ngon ăn và quá béo bở dành cho họ. Một cái góc di chuyển ra rất là thông minh đến tình phía của Lancey khi anh ta khép góc cả ba thành viên của đối phương, anh ta gây được sát thương vào, khiến như Betty bắt buộc có sự hỗ trợ từ cả Fox lẫn Chiêu Chiêu và ba người tấn công vào. Nhưng cái quan trọng là họ vẫn không dứt điểm thành công được Lancey của đối phía bên kia, một người đi vào CDG nhưng anh ta bị hạ gục sau đó. Và cái điều cuối cùng chính là con rồng thuộc của Thunder Talk 20% thời gian hồi chiêu cuối đến từ bên phía của Yeah nữa. Đây sẽ là cái điểm lợi rất là lớn dành cho bản thân của anh ta, tại vì thời gian hồi chiêu cuối giúp cho anh ta có thể bắt đầu pha tranh vào chiêu cuối một cái thời gian hồi rất là nhanh. Còn đây là pha bản nhìn Lăng Xin anh ta giữ thành công được đó là cả ba người Betty, Chiêu Chiêu, và khi mà Fox anh ta bắt buộc phải trở ngược về để có thể hỗ trợ dành cho anh phía của Betty, thì một pha phối hợp không tốt đến từ bên phía của Xiao Hao cộng là cả Betty, đại băng tiễn tung ra cùng với là thời điểm của cái nổ lông cước, thì đó là một pha cả hai người cùng bóp nhau như thế này. Tôi thích cái cách đánh của Lăng Xuyên trong bán, trong cái tình huống rồi. Lăng Xuyên đánh khá lăng xăng, nhưng vấn đề là anh ta không lăn xuống lòng đất. Đó là một trong những cái quan trọng mà Lăng Xuyên đã làm được trong cái tình huống xử lý đấy.
bạn ôm rất nhiều thành viên, bạn có thể khiến cho đối thủ không thể nào gây sát thương được trên diện rộng là một trong những điều mà tôi cảm giác là tôi rất là đỉnh cao rồi đó. Mà ta còn sống sau một cái đợt gọi là sóng thần ập vô đến từ bên phía của Rockefeller nữa thì là một trong những điều rất đáng là thể khen ở GZ không, thì không may mắn giống như vậy. Anh ta không có đủ khả năng để có thể bơi được. Bạn không có xương lâm bất bại như con quen cho nên nó tương đối khó. Nhưng mà tôi cũng khá là khen ở GZ ở trong cái phần trình diễn vừa rồi. Ít nhất là bạn ôm một khoảng thời gian khá là lâu. Nhưng mà bạn xuất sắc thì đối phương gắn được chữ hơn ở trong cái việc xuất sắc đó. Đối phương xuất sắc hơn tương đối khó để cho người chơi đường trên bên phía của đối chơi có thể nghĩ được một viễn cảnh nó viên mãn như là lăng xiên ở phía bên kia dưới tuyến. Có được Baron rồi, cơ hội dành cho bên phía của Thanh Phát bây giờ đang mở ra rất là rộng. Họ đang nhắm đến khu vực đường giữa và khu vực đường dưới với khả năng đẩy đến từ một con quen và cũng như bốn thành viên còn lại tập lại với nhau để có thể thiết lập được. Nhưng bởi vì đội hình này thật ra cơ bản mà nói họ đang nắm giữ hang tướng tay dài, những vấn đề ở chỗ cái sải tay hoạt động của nó hơi hạn chế tí xíu, cho nên họ sẽ tìm những khoảng trống rồi sau đó khai thác trụ nhiều hơn là sử dụng cái sải tay dài đến từ hai con tướng này tác động lên trụ và thậm chí một vài con tướng tay ngắn còn lại để có thể di chuyển ra và che. Đây rất dễ hiểu, có được khoảng trống là ngay lập tức họ kêu gọi một con Karasta di chuyển xuống khu vực đường dưới. Mặc dù sải tay không được ổ dài lắm nhưng mà Sam đi vẫn có được quá nhiều khoảng trống để có thể khai thác được cái công trình đầu tiên sau khi và các thành viên của thời đó có được con Baron. Nhưng bây giờ thì Thanatos họ chỉ lấy được trụ hàng thôi, nhưng đây là pha siêu bơm bị tấn công, phải dùng cho mình đó là cái bán nguyên thương để có thể rút lui tình huống vừa rồi. Thì Thanatos có thể họ không mạnh trong khả năng để trụ nhưng họ sẽ rất là mạnh trong khả năng giao chiến cả hai bên ở khu vực hang rồng hoặc là hang Baron. Thì họ đẩy được đó là hai trụ, trụ thứ hai khu vườn giữa, trụ thứ hai khu vườn dưới cũng được xem là một thành công rất là lớn dành cho phía Thanatos rồi, tại vì có được thêm một lượng kinh tế gia tăng. Bạn thấy rằng bây giờ họ nhỉnh hơn về tiền so với đối phương xong Baron vừa rồi. Trước thời điểm con rồng thì họ vẫn thua một xíu về tiền, nhưng cái khoảng cách chênh lệch về mặt trang bị bây giờ nó có những cái điểm nhấn nhất định. Ví dụ như với Betty thì anh ta vẫn sẽ nhỉnh hơn về mặt trang bị so với lại phía của Sam đi. Những cái điều quan trọng chính là Siêu Hao và thêm cái là GDG, hai người này bắt đầu bị thiếu hụt về mặt sát thương so với lại Siêu Phân thêm cái là Lan Sinh. Và cái trang bị chống chịu của họ thì nó cũng không thể nào so với lại phía bên kia được, cả khi mà Siêu Phân có cho mình đó cả giáp thiên thần luôn. Trong khi đó thì Lan Sinh có cho mình thêm trang bị cộng thêm lượng máu chính là cái quỷ thư Molo. Với cái lượng sát thương hiện tại với 2.600 máu, bạn hãy nhìn đó là 2.600 gần 2.700 máu đến từ Lan Sinh. Bạn thật cũng có một cái lượng giáp cộng thêm đến từ những cái trang bị như vậy, thép gai thêm cả đó cái đồng hồ cán rơn nha. Thì cái khả năng chống chịu câu kéo của anh ta cũng rất là lâu trong khoảng thời gian mà mặc cho mình đã xuyên làm bất bại. Thì đây sẽ là một cái lợi thế mặt trang bị đang nhỉnh hơn khá là nhiều. Tại vì có thể Sam đi không gây sát thương quá nhiều như cách Betty gây sát thương, nhưng vấn đề là thời gian để Betty gây sát thương là không bao nhiêu cả. Đối phương có xương lam bất bại, có cái vòng tròn đến từ vòng tròn bán huyền thương thì đang rất là khó dành cho anh Phúc phía của Rock Warrior để có thể bắt đầu những pha tranh khi mà anh phía bên kia có rất là nhiều công cụ để thể đào thoát rút luôn. Cơ hội để cho Thanatos có thể kết thúc ván thi đấu này là tôi có cảm giác như là nó bắt đầu nó càng ngày nó càng dễ hơn rồi đấy. Bởi vì đội hình này đến từ phía của Thanatos cơ bản mà nói, ok có thể là lượng CC của họ so với lại phía của Rock Warrior sẽ có một tí xíu gì đó, nó không có rải đều, tức là nó không rải đều như bên phía của Rock Warrior. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó là sát thương của họ thì đang có một sự nhỉnh hơn. Họ đang có được một Lissandra rất khỏe, họ đang có được một con sinh gia với những cái tác động rất là bất ngờ. Và đặc biệt là họ đang có được một con quen thì không cần nói đến là ba món trang bị. Và với cái quỷ thương Rodo, tôi cảm giác như nếu như mà Lăng Xuyên mà tác động được lên người Betty, cảm giác như cái nọ tự thủ đó từ Betty nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều về khả năng hồi máu. Thì khi đó rất khó để cho Betty có thể sinh tồn trước mặt của cô nàng này. Khi xin lỗi các bạn là trước mặt của một con Ash, mà là một Lăng Xuyên, tôi cảm giác như khả năng hồi phục đến từ một con Ash. Và đặc biệt khả năng sinh tồn của nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Rồng chuẩn bị ra và có lẽ như Thanatos sẽ tận dụng con rồng này để có thể end cái ván thi đấu, họ dư sức ăn rồng. Và đặc biệt là trong một pha tranh, tôi cảm giác như nếu như mà đánh đúng, đánh ổn và không để bị bắt lẻ thì chắc chắn rồi Thanatos nắm giữ 90% tỷ lệ thắng với nguồn sát thương được tạo ra đến từ bộ ba gọi là nguyên tử Lăng Xiên, Xeo Băng cũng như là Dê. Bây giờ thì Lan Sinh đang có một cái nguồn sát thương khá là lớn. Trang bị tiếp theo hướng tới sẽ là cái động cơ vũ trụ giúp cho khả năng hồi chiêu của anh ta được gia tăng, và thêm cả đó là cái vị chuyển được gia tăng nữa. Những pha mà anh ta khá thật tin để chuẩn bị cho con rồng nghiện tuổi của ván đấu. Lượng sát thương của họ ăn rồng cũng được bảo đảm khá là nhiều nha. Họ có được cái giày vỏ từ Kalista, họ có được cái trừng phạt đến từ Siêu Phân, thêm cả là bạn đánh từ phía ngoài bạn giữ chân thành công được Siêu Hao. Thì để xem khoan đã phóc đứng từ phía bên trái, các bạn xem đi.
Câu được xăm đi, phía cánh này Chiu đang bị dính một tình huống nghe đến từ Seoban. Và Seoban hình như đang muốn đánh tiếp thì phải, tôi thấy cái nung nấu đánh tiếp đến từ Seoban đang hiện rất rõ. Về tóc biến lên W dĩ nhiên lại tất cả mọi thứ đang dồn vào người của Fox. Fox chắc chắn sẽ nằm xuống rồi. Một tình huống dứt khoát không thể nào dứt khoát hơn đến từ Về Lăng, bắt đầu sử dụng chiêu cuối của mình. Anh ta bắt đầu diss vào người của Betty. Betty đang bị diss tới chết. Và đúng là như vậy, thật sự thấy nhìn kìa, không có ai có thể cản được cả. Lăng phía cái này đang gần hai cầu nối, phía cánh ngược lại thì sao hào không cách nào để có thể sống được cả. GG đang đấm Lăng sắp mặt, nhưng Lăng quay trở lại với cái nón vàng và với những người đồng đội của mình nữa, đó là ba vị giám khảo lao vào tấn công cùng với lại Lăng. Chắc chắn thứ ba gục và nó dành cho Sam đi. Ván thì đó đầu tiên đã có kết quả rồi. Không cần tới con rồng ngàn tuổi, không cần tới con rồng ngàn tuổi thì sức sát thương đến từ Thanatos vẫn dư sức hơn so với là Rock. Bây giờ một tình huống khá nhây đến từ Fox, anh ta phải trả giá bởi một pha giao tranh. Về vừa rồi chứ khác quá. Tóc biến lên thiên định kiếm rồi, sau đó là không, tôi không còn thấy cái gì dành cho Chiu nữa cả. 29 giờ Thanatos và họ giành chiến thắng ở trong ván thì đó đầu tiên này. 31 phút trôi qua, 4 con rồng nguyên tố và có thắng lợi dành cho Thanatos. Đây là một cái điều khá là bất ngờ, nhưng lòng mà nói thì cái phong độ này là phong độ thường thấy của Thanatos. Họ cũng có được những cái điểm nhấn trước những đối thủ của họ, nhưng thông thường Thanatos họ sẽ gặp cái trở ngại ở đoạn giữa ván đấu. Nhưng đây là một ván đấu mà thấy rằng cái khả năng tranh của họ tốt hơn. Và cái quan trọng là lượng tiền, nó có những cái điểm nhấn nhất định, nó dồn vào đúng người, nó dồn vào đó là con Quen với sự hỗ trợ đến từ Lissandra, thêm cả đó là con Xin Zhao nữa. Có rất là nhiều thứ hỗ trợ cho con Quen gây sát thương. Và khi mà Quen băng vào, không có ai ngăn cản Quen thành công được cả. Và đi đường đơn thì Quen cũng có khoảng trống khá là thoải mái khi đối phương chọn cho mình đó con Set mà thôi. Không nằm xuống một lần nào thì phải đến từ anh phía của Lan Sinh để anh ta đúng, có được một ván đấu gần như là KDN hoàn hảo. Một ván đấu mà gần như mà anh ta làm hết dành cho anh phía của Thanatos. Nếu chúng ta nói mỗi Lăng Xin thì chúng ta cũng phải khen Seoban với lại Dê. Hãy nhìn cái lượng sát thương rải, cái lượng sát thương đến từ bộ ba nửa trên rải rất là đều. Tức nó dao động từ 13k lên tới 15k. Nó khiến cho anh phía của Thanatos rất thoải mái và dễ dàng có thể đánh bại được đội hình của Royal. Còn trong đó phía cánh còn lại GG làm gần như tất cả. Nhưng đáng tiếc thay là dàn còn lại không có đủ sức để có thể làm được cái điều gì bất ngờ cả, cho nên thua là dễ hiểu mà thôi. Và để coi coi ở trong ván thi đấu thứ hai chúng ta xem có được sự cải thiện gì đến từ Royal hay không nhé.